Hương Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Kính thưa quý vị, chiều tối thứ Tư 24 tháng 9, Hiệp hội Alip Super Neighborhood Council đã tổ chức buổi gặp gỡ hội thoại giữa cử tri và ứng cử viên là hai đối thủ chạy đua vào vị trí dân biểu tiểu bang Texas khu vực 149 giữa dân biểu đương nhiệm Hubert Võ và cựu nghị viên khu vực F luật sư Hoàng Duy Hùng, tức là Ao Hoàng. Bản tin tức của đài đã ghi nhận cảm tưởng của hai ứng viên này và sẽ gửi đến quý vị trong phần tin cộng đồng hôm nay. Nhưng trước hết là một số tin trong sinh hoạt cộng đồng khác. Kính thưa quý vị, Chủ nhật cuối tuần qua 28 tháng 9, Hội Văn hóa Khoa học VCSA đã tổ chức một buổi đi bộ với tên gọi là Work for Wellness, kéo dài 5 cây số khoảng 3 mile. Kêu gọi tất cả mọi người tham gia với mục đích cổ động cho lối sống lành mạnh và sức khỏe tráng kiện. Người tham dự đóng lệ phí 25-30 Mỹ Kim. Phần gây quỹ sẽ được sử dụng cho những chương trình phục vụ cộng đồng và những hoạt động khác trong năm. Chương trình bắt đầu từ 8 giờ sáng. Ngoài phần đi bộ còn có các hoạt động như workshop dưỡng sinh, sức khỏe, v.v. I'm tired, dude. Come on, guys. Hamstrings. Almost there. Thứ sáu ngày 26 tháng 9, Hội Dòng Nữ Đà Minh Đức Mẹ Mần Cồi Giáo Phận Phú Cường, Đồng Nai, Việt Nam đã có buổi gây quỹ với tên gọi chương trình Dạ Tiệc Dạ Vũ góp một bàn tay diễn ra tại nhà hàng Kim Sơn với mục đích giúp cho việc xây dựng khu nhà đào tạo của Hội Dòng tại Bình Dương, Việt Nam. Theo đó, đây là giáo phận mới, chỉ mới có khoảng 5% dân số là Kitô hữu. Theo trang nhà của Hội Dòng này cho biết, Hội Dòng trước đây là miền dòng nữ Đa Minh Mân Côi và trở thành Hội Dòng Đa Minh Phú Cường vào ngày 12 tháng Giêng năm 2012. Tại buổi gây quỹ, đông đảo giáo dân tại Houston đã đến tham dự ủng hộ ban tổ chức và xem văn nghệ ca nhạc và tham gia dạ vũ. Được biết, hội cũng tổ chức gây quỹ tại Austin và Dallas trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần qua. Kính thưa quý vị, gia đình Teresa Houston cũng đã có buổi gây quỹ diễn ra tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bel Air vào chiều Chủ nhật 28 tháng 9. Gia đình Teresa Houston thuộc quỹ từ thiện Teresa do nhạc sĩ Vũ Thành An thành lập và điều hành nhằm mục đích giúp gạo cho các cụ già neo đơn tại Việt Nam. Buổi gây quỹ tại Kim Sơn cuối tuần qua thu hút đông đảo đồng hương đến tham dự. Ngoài việc cấp gạo cho các cụ già tại Việt Nam, quỹ từ thiện Teresa còn gây quỹ trong cộng đồng Philippines và Mỹ để giúp đỡ cho các cụ già tại Philippines và Tanzania. Tổ chức từ thiện Teresa được Hội những cơ quan từ thiện độc lập Hoa Kỳ cấp huy hiệu xuất sắc. Tại Houston, gia đình Teresa hàng năm đều có chương trình gây quỹ để tiếp tục duy trì chương trình giúp gạo cho các cụ già neo đơn trên nhiều vùng miền ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, chiều tối thứ Tư 24 tháng 9, Hiệp hội Alip Super Neighborhood Council đã tổ chức buổi gặp gỡ hội thoại giữa cử tri và ứng cử viên là hai đối thủ chạy đua vào vị trí dân biểu tiểu bang Texas khu vực 149 giữa dân biểu đương nhiệm Hubert Võ và cựu nghị viên khu vực F luật sư Hoàng Duy Hùng, tức là luật sư Ao Hoàng. Những người trong ban tổ chức buổi gặp gỡ này được nói là thuộc đảng Dân Chủ của dân biểu Hubert Võ. Chương trình nói bằng tiếng Anh. Ngoài những sắc dân khác, có khá đông người Việt Nam, trong đó có nhiều vị cao tuổi cũng đã đến tham dự. Cũng xin nhắc lại, trong thời gian qua, một nhóm đồng hương gồm có 3 gia đình cử tri khu vực F149, đó là gia đình Phan Ngô, gia đình Hà Văn Phú, gia đình Trần Chữ Thành, đại diện cho khối cử tri đã đứng ra kêu gọi luật sư Hoàng Duy Hùng và dân biểu Hơi Bột Võ tham dự buổi tranh luận. Lời kêu gọi này đã được thông báo trên các phương tiện truyền thông tại Houston. Sau khi thông báo kêu gọi tranh luận được loan tải, dân biểu Hubert Võ cũng đã ra thông báo chính thức trả lời không thể tham dự buổi tranh luận này.
Theo thông tin trên mạng lưới Internet thì dân biểu Hubert Võ không tham gia tranh luận với bất kỳ cơ quan nào, ngay cả 80-20 là của người Á Châu. Tuy nhiên, ông nhận lời tham dự buổi gặp gỡ này. Nhiều người cho rằng có thể cũng gọi là tranh luận bởi vì hai ứng cử viên cũng đã có phần tranh luận đối đáp qua lại một số vấn đề. Nhiều đánh giá khác nhau, có người cho rằng buổi tranh luận này luật sư Hoàng Duy Hùng chiếm ưu thế hơn. Có người khác thì cho rằng đây là buổi tranh luận do những người trong đảng Dân Chủ điều hợp nên ông Hubert Võ có nhiều thuận lợi hơn. Bằng tin tức của đài đã ghi nhận chia sẻ của hai ứng cử viên, luật sư Ao Hoàng và ông Hubert Võ về buổi tranh luận này. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Dạ, kính thưa quý đồng hương, Hubert Võ rất là hân hạnh trở lại đem cái tiếng nói của Hubert Võ qua lại cái làn sóng của BYN. Dạ, thưa quý đồng hương, vừa hồi nãy vừa xong là cái cuộc hội luận của hai ứng cử viên là Hubert Võ và cũng như là người ứng cử viên của đơn vị 149 thì Hubert Võ nhận thấy cộng đồng của đơn vị 149 đã hỏi những cái câu hỏi rất là nhiều trong những cái phạm vi khác nhau, kể cả phạm vi về trường học, trung học cũng như đại học, cũng như vụ thuế và cũng như sự phát triển kinh tế, vân vân và vân vân. Thì về vấn đề an ninh, là vấn đề nước, vấn đề mà giao thông, thì đó là những cái đề tài mà được thảo luận hôm nay. Thì Hubert Võ cũng đã rất là hãnh diện, cũng đã được chủ tịch của Hạ viện đã đề cử Hubert Võ làm phó chủ tịch của Hội đồng Phát triển Kinh tế của Tiểu bang Texas, cũng như là một cái của cái Small Business của Tiểu bang Texas. Và Hubert Võ rất là hân hạnh được cái sự ủng hộ của tất cả những đồng nghiệp, và Hubert Võ là một người lúc nào mà cũng làm việc không phân chia đảng phái, lúc nào Hubert Võ cũng nắm tay làm chặt với tất cả những đồng nghiệp, không phân biệt là Cộng hòa hay là Dân chủ, để đem về những cái quyền lợi cho cái những cái khối cử tri trong đơn vị 149. Và thưa quý đồng hương, kính thưa tất cả quý vị trưởng tường và quý bạn trẻ của đài BYN TV ngày hôm nay, tôi luật sư Hoàng Duy Hùng, tức ứng cử viên A Hoàng của đảng Cộng hòa. Hôm nay ở tại trong hội trường này có một cái buổi diễn đàn giữa chúng tôi và anh dân biểu Hubert Võ. Và qua cái buổi diễn đàn này, thưa quý vị đã thấy rất là rõ ràng anh dân biểu Hubert Võ nói rất là nhiều, nói những điều mông lung nhưng không có đi vào chi tiết và cụ thể. Nhất là anh đã làm dân biểu 10 năm nhưng anh không có đưa ra một cái chương trình nào mà đã mang lại lợi ích cho khu vực 149. Trong khi đó tôi là một vị trước đây chỉ là một nghị viên thôi. Tôi đã chứng tỏ được tôi đã làm nhiều điều hữu ích. Thí dụ như là đem đại công ty Emerson về khu vực này đến độ 500 công an việc làm với cái lương hơn 100.000 một năm. Tôi đã giúp đường sửa chữa đường xá như đường Bel Air, đường Beechnut, đường Boone. Và ngoài đó ra còn có những cái là giúp cho nhà thờ Ngô Lợi có cái thoát đường thoát sâu để giải tỏa vấn đề kẹt xe vân vân. Tôi đã chứng minh rất là nhiều công việc và những cái việc hữu ích tôi đã làm. Và đó, khi mà hỏi đến những cái kế hoạch tương lai đó thì dân biểu Hubert Võ chỉ nói rằng là ông đã được gọi là chỉ định làm ở trong là phó chủ tịch của Ủy ban Kinh tế thôi. Nhưng mà đó, ông không có đưa ra một cái kế hoạch nào hết. Trong khi đó tôi có đưa ra kế hoạch thí dụ như là expansion of vocational program, tức là những cái vấn đề học nghề và trường học làm sao, cha mẹ có những cái sự ảnh hưởng như thế nào, tranh đấu làm sao cho tiền từ ở trên tiểu bang về lại cho khu học tránh của mình, vân vân. Tôi đã đưa ra những cái kế hoạch đó, cho nên tôi tin rằng tôi là một người dân cử sẽ có hiệu lực hơn ở tại khu vực này. Thưa quý vị, tôi cũng trong cái lời kết tôi đã chứng minh anh Hubert Võ là dân biểu trong 10 năm. Nhưng mà đó, Texas Alliance, Heritage Alliance đã đánh giá anh là chỉ là một vị dân cử có cái hiệu lực chỉ có 21% thôi. Và nhiều cơ quan đã cho rằng anh là một vị dân cử không có khả năng. Anh không có khả năng rồi anh còn bỏ phiếu cho những cái việc rất là hại, thí như đó là sát hại thai nhi trên 5 tháng. Hoặc là đó là anh là không có ý kiến gì hết để cho cái tượng đài người lính Việt Nam Cộng hòa mất ở tại Austin, vân vân và vân vân. Cái điều đó rất là thiệt hại cho người Việt Nam. Ngoài đó ra anh còn bị mang tiếng là một vị là chủ nhà lôi thôi ở những căn nhà nhiều triệu nhưng mà để cho cái người thuê nhà lôi thôi vân vân. Cho nên chúng tôi đã đưa ra đó là chúng tôi mặc dầu chỉ là một vị nghị viên thôi
mà đã được đánh giá ở tại Austin là một nghị viên có khả năng, một vị dân cử có khả năng. Cho nên chúng tôi đã được nhiều cơ quan, thí dụ như là ABC, tức là Association of Builders and Contractors, hoặc là Texas Association of Businesses, rất là nhiều người, nhiều cơ quan đã endorse tôi, tức là công khai ủng hộ tôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta cần phải có sự thay đổi cho khu vực 149. Và đặc biệt tôi đã đứng về phía của những vị cử tri, thí dụ như là bà Cao Phi Yến. Khi bà Cao Phi Yến, anh Hưu Bà Võ không trả lời cho bà Cao Phi Yến, anh Hưu Bà Võ cho rằng đó chỉ là chuyện riêng tư. Nhưng tôi nói người Việt Nam bỏ nước ra đi là tị nạn cộng sản, lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ thân thương của họ. Vấn đề lá cờ vàng ba sọc đỏ treo ở nhà họ mà bị hạ xuống thì đó là vấn đề chung của người Việt Nam, đó là vấn đề của cộng đồng, không phải là vấn đề riêng tư. Thì dân biểu Hưu Bà Võ phải trả lời với người đó. Hoặc là cái tượng đài người lính Việt Nam Cộng Hòa ở trên Austin khi bị mất không phải là chuyện riêng tư, mà đó là cái chuyện chung cần phải được đáp trả. Và tôi yêu cầu là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho những người đấu tranh dân chủ ở trong nước. Nhà cầm quyền tự do, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy chấp nhận đa đảng. Nhà cầm quyền tự do, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả lại quyền tự quyết của dân tộc. Đó là nhiệm vụ của một vị dân cử, dám thật trực diện, dám nói thẳng với họ. Và tôi cũng đã nói rất là rõ ràng, chế độ Cộng sản Việt Nam là chế độ tàn ác. Chúng tôi là những người dân tị nạn Cộng sản cùng với quý vị trực diện nói thẳng với họ, yêu cầu họ hãy trả tự do, yêu cầu họ hãy chấp nhận dân chủ, yêu cầu họ hãy chấp nhận đa đảng. Và đó là con đường tương lai của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và thưa tất cả quý vị trưởng thân cũng như quý bạn trẻ của đài BYN, tôi luật sư Hoàng Dương, tức ứng cử viên A Hoàng. Kính thưa quý vị, để kết thúc phần tin sinh hoạt cộng đồng hôm nay là một tin văn nghệ. Phải kể đến buổi ra mắt CD Hương Tình K2 của ca nhạc sĩ Nhật Hạnh diễn ra tại New Diamond vào đêm thứ Sáu 26 tháng 9 vừa qua. Đây là CD thứ hai mà ca nhạc sĩ Nhật Hạnh trình làng. Sau CD đầu tiên mang tên Hương Tình K1, chị là một ca sĩ Houston nhiệt thành trong sinh hoạt cộng đồng và văn nghệ, được nhiều người yêu mến bởi sự nhiệt tình của chị với những bài hát lời ca giản dị mà sâu lắng. Đông đảo ca nghệ sĩ và đồng hương thân hữu đã đến ủng hộ tham dự chúc mừng cho ca nhạc sĩ Nhật Hạnh trình làng CD thứ hai. Và tất nhiên sẽ được nghe chị đàn và hát cùng với nhiều ca nghệ sĩ khác. Yeah.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Hưng Yên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày hàng vui.